Quốc Hưng. Xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ chồng son. Văn thử nhá, đừng có cua tôi nha, cua cũng không dính đâu. Ở một mình như vậy em mới bộc lộ tính ghen. Nói muốn chia tay thiệt đi cái. Xin mời quý vị, chúng ta hãy dành tràng pháo tay để đón chào cặp vợ chồng tiếp theo. Chào hai em. Chào anh chị. Rồi, mời hai em giới thiệu về mình. Em tên Nguyễn Phúc Quý Thành, năm nay em 23 tuổi. Em là kỹ sư hóa học. Quý Thành. Dạ. Trời ơi, 23 tuổi mà có vợ là đúng là nhỏ quá đúng không? Ủa, lấy vợ bao lâu rồi? Dạ, em lấy vợ là 6 tháng. 6 tháng, là lúc đó là 22 tuổi. Còn em? Dạ, em tên là Trần Thị Kim Hằng, năm nay em 22 tuổi, em mới tốt nghiệp đại học. Anh hỏi nè, Hằng với Thành là quen nhau trong trường hợp? Dạ, tụi em quen nhau là tụi em học chung trường cấp 3 năm, nhưng mà lúc đó tụi em chưa biết nhau. Rồi sau đó tụi em mới tình cờ thấy Facebook của vợ em, rồi thấy vợ em xinh xắn, rồi muốn làm quen thử. Rồi em cứ cẩm em hẹn đi chơi. Khi hẹn đi chơi nên chị hỏi nè, lúc mà ông xã em á gặp em ngoài đời á, lần đầu tiên á, ông xã có run vậy không? Ui, trả lời như trả bài. Dạ, bình thường. Anh hỏi thật nè, vợ có viết kịch bản có thuộc lòng không vậy? Dạ, không có. Trả bài vậy hả? Tụi chị hình dung á, cái lúc mà hôm đầu tiên mà ông xã mà gặp em á, mà ông xã tỏ tình với em theo kiểu này á, là em dính liền á, tại vì quá chân thành và quá dễ thương. Đúng không? Dạ. Như, đúng không? Tỏ tình cũng rung rung vậy. Vậy đó hả? Lúc em tỏ tình rung em nói câu gì? Em nói giờ mình thử nhá. Thử là thử cái gì? Thử cái gì? Giờ mình quen thử nhá. Lúc đó là gặp nhau đâu? Dạ, rồi em gặp nhau ở quán trà sữa. Trà sữa hả? Trà sữa. Dạ, trà sữa. Trà sữa. Quán ăn tên là trà sữa hả? Phải không? Quán bán nước, quán nước. Hả? Gặp nhau ở đâu? Dạ, tụi em gặp nhau quán trà sữa, quán cà phê. Trà sữa đúng không? Dạ. Em phát âm là chữ trà sữa. Dạ, trà sữa. Ủa em, lúc đó là lớp mấy? Em lên đại học năm nhất, anh Thành đại học năm 2 thì tụi em mới biết nhau. Mới gặp lại nhau. Mới gặp lại nhau, gặp và nhau biết nhau. Trà sữa. Câu đầu tiên vợ em leo lên xe em ngồi, vợ em nói đừng có cua tôi nha, cua cũng không dính đâu. Tôi là tôi kết ông chú rể này. Rồi lúc mà lên gặp trên Facebook rồi xong sao, làm quen sao? Em hỏi vợ em là tối nay mình đi chơi nha, bà thích đi đâu, ăn cái gì nè. Rồi xong hôm đó đi uống trà sữa rồi nói chuyện gì? Dạ tụi em nói chuyện học đổ sách rồi vợ em thấy em tưởng là giấu gia đình BD vậy, cái vợ em thấy tội nghiệp cái quen thử. Rồi lúc quen thử như vậy á thì bản thân em là em có muốn gọi là quen thiệt với vợ không? Dạ, lúc đó em muốn quen thiệt với vợ. Mà em ấn tượng gì mà em muốn cua bạn? Cái điểm ấn tượng của em về dạ, cái cô này. Rồi vợ em nói chuyện sốc, kiểu như nhiều khi có bất cần ra. Là sao? Giờ em nói bây giờ quen thử, em muốn quen được thì quen. Rồi em bực quá em quen cho rồi phải không? Rồi, em cũng muốn quen thử. Tại lúc đó ai mà càng làm gì nói khó em là em càng muốn làm tới, em muốn cua cho dính luôn. Cua cho dính không? Anh nghe này anh hỏi nè. Dạ. Nó như là quen thử. Hôm nay thấy ai mà khó quá tôi là cua cho dính. Phải không? Dạ. Thế thì có sống thử không? Dạ không có sống thử. Dạ, không. Tụi em không có sống thử. Tụi em thương nhau rồi gia đình cho cưới. Dạ. Mà sống thiệt luôn. Thì dạ. Đó thì bởi vì mới hỏi cái lúc mới mà hỏi. Đám cưới xong á, sống thiệt á là vui không? Do gây lộn hoài. Về vấn đề gì? Dạ anh Thành ghen. Ghen em lắm. Ghen hả Thành? Dạ em ghen, em đa nghi. Chứ chị không nghĩ là em ghen đó. Nhìn hiền. Chị nghĩ em hiền cô à. Khi ở một mình với vợ em mới bộc lộ tính ghen. Cứ ở một mình bộc lộ tính ghen. Mỗi lần ghen lên sao? Ví dụ là em hỏi đi với thằng nào hôm nay có nói mà chuyện không? Hỏi giọng giống gì hay là hỏi cái giọng nó lớn hơn? Đó, em hỏi lớn hơn, la lớn hơn. Ba mẹ em ở bên phòng tự có chuyện gì chạy qua. Ủa em, dạ. Hằng chia sẻ cho anh biết coi, nghĩa là mỗi lần mà anh Hạnh ghen lên thì anh có hiền giống vậy không? Hay là anh dựng? Hiền... Dạ không, cũng vậy á. Sáng giờ làm cái gì, đi với ai, đi với thằng nào ai. Dạ, vậy thôi. Vậy dạ. Rồi em trả lời sao? Anh Thành anh muốn là em phải kể chi tiết rõ ràng sáng giờ làm gì cho nghe, nhưng mà làm gì em thấy khó chịu chứ, năm ra em bực á, em nói lại rồi em với anh Thành gây lộn.
Vậy hả? Dạ. Cái lộn rồi đập đồ hay là sao? Hay là gây lộn có xô đẩy nhau rồi có đập đồ, đập mấy cái hộp khăn giấy ở nhà rồi là để gì hoàn hết luôn. Đập hộp khăn giấy à? Ủa? Mà lý do gì Thành lại ghen Thành? Dạ mà... tại vì em hay suy diễn. Ngày xưa em bị bạn bè chơi xấu, từ lúc đó em đâm ra đa nghi với mọi thứ xung quanh. Các em đa nghi với vợ của em. Ờ. Rồi bây giờ hiện giờ kinh tế của tụi em á là ai làm ra tiền? Dạ ba anh Thành. Ba mẹ Thành là lo, vẫn là lo dạ, kinh tế cho hai đứa. Dạ ba mẹ mình cảm đó là cũng có đi làm thêm dạ, một số thứ. Đúng rồi, anh Thành cũng có đi làm gia sư. Và gia sư là Thành dạy về môn gì? Dạ môn toán. Toán và văn luôn. Dạ. Wow. Rồi mỗi lần gây lộn thì có đòi chia tay không? Dạ có. Ai là người đòi? Có hồi kỳ gây lộn quá trời em đòi chia tay, cái xong rồi cái anh Thành anh tức lên, anh đòi nói muốn chia tay thiệt đi, cái em xảo em năn nỉ lại. Em năn nỉ lại. Lúc đó em mở cửa em nói muốn đi thì đi luôn đi, cái vợ em chui vô nhà lại, không dám đi. Chui vô nhà lại. Ủa nhưng mà Thành, tại sao Thành không xuống nước với vợ? Tính em vợ cọc lên. Mỗi lần cọc thì Thành nói lớn không? Dạ thì cũng la nó vô quăng hộp giấy đĩa thôi à. Chứ mấy kỳ đâu dám quăng đâu. Quăng tốn tiền rồi sao? Dân mà dân giỏi toán nữa mà, ta tính dữ lắm nha bọn. Vậy là hai bạn là chưa có em bé đâu đúng không? Dạ chưa. Ừ. Có muốn có liền không hay là đang trong dạ, kế hoạch? Nhiều khi cũng muốn có nhưng mà bây giờ có hơi bị khó khăn cho nên 2-3 năm nữa. Đó, cũng được rồi. Rồi giờ hai bạn mong muốn thay đổi gì ở nhau vậy? Em mong muốn giờ em đừng có nói sóc, nói chuyện láo với em, nói chuyện bất cần với em. Với lại đừng có ngủ nhiều. Giờ em mỗi lần cãi lộn giờ em nói bây giờ anh muốn cái gì thì tùy anh đi. Dạ anh Thành thích nhẹ nhàng nói chuyện ngọt, mà mỗi lần em tức lên thì em hay chửi em la lắm, cho nên anh Thành tức là mong vợ đừng có nóng nảy và đừng có nói sốc, nhẹ nhàng được không Hằng? Dạ được chứ. Được. Thế còn Hằng muốn ông xã mình thay đổi điều gì? Bớt ghen với là bớt đa nghi lại. Anh đi làm nhiều với anh học nhiều á, anh hay bị áp lực lắm cho nên anh hay bị căng thẳng, thì em cũng mong là anh Thành bớt căng thẳng áp lực lại sống vui vẻ. Đã có bao giờ mà tụi em suy nghĩ là giống như ra riêng á? Dạ. Tụi em cũng có suy nghĩ nhưng mà kinh tế bây giờ chưa cho phép cho nên tụi em đang sống với ba mẹ. Cái tịnh 3-4 năm nữa cái tụi em mới nghĩ tới chuyện ra riêng. Với lại em sống với ba mẹ thương lắm, không có gì đó. Không, nhưng mà nếu mà tụi em sống như vậy á thì là tụi em có khi nào nghĩ là mình sẽ phải làm việc xong rồi mình giúp đỡ cho ba mẹ ngược lại, tức là phải đóng góp tiền để cho ba mẹ trang trải cuộc sống không? Dạ, có chứ. Thì ba mẹ nói là bây giờ ba mẹ lo được, khi nào mà đi làm thì từ từ ba mẹ buông ra. Giờ bây giờ anh Thành thì anh cũng đang đi làm rồi, từ từ tụi em cũng ổn định. Thực ra thì bây giờ hai đứa đang là quá nhỏ, một đứa là 23 tuổi, đứa thì 22 tuổi. Theo chị là như vậy nè, hai đứa hiện giờ đang được cái sự bảo bọc của ba mẹ thì tranh thủ cái thời gian này, ngoài cái tình cảm giống như là vợ chồng ra thì hai đứa sẽ có thêm được một cái như vậy nè, thì hai đứa sẽ rất mau tiến bộ, giống như là đôi bạn cùng tiến á, có nghĩa là em cũng phải lo sự nghiệp của em, bạn này cũng phải lo sự nghiệp bạn này, và hai đứa ngầm thi đua nhau, mình phải tạo dựng sự nghiệp của mình như thế nào hả, mình làm ra làm sao để mà mình có được một cái thành tích trong công việc. Từ đó thì cái kinh tế của mình nó mới ổn định, rồi từ đó mình mới có kinh nghiệm ở cuộc sống để mà mình quay ngược về mình lo cho gia đình nhỏ của mình, để chi để chuẩn bị có con. Tụi em có suy nghĩ vậy là đúng, có nghĩa là 3-4 năm nữa hãy có em bé để mà khi mình chín chắn trong cái cuộc sống đã. Và bây giờ đừng có nghĩ là ý lại cha mẹ, tại vì thường như vậy nè, hai đứa mà sống chung với cha mẹ được bảo bọc hoài á, hay có cái động tác gọi là ý lại đó. Đừng có ý lại. Bây giờ em cứ hình dung đi, em phải tập làm vợ, có nghĩa là về phải biết quán xuyến nè, mình bớt ngủ lại, dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng cho ba mẹ ăn, rất nhiều việc để mà làm, người ta gọi là những việc không tên của những bà nội trợ đó. Thì em phải học cái đó. Nếu mà thấy mẹ của Thành á, làm cái gì cái mình để ý, mình coi, mình bắt chước. Còn về phía Thành cũng vậy, còn nhỏ mà nhiều áp lực quá, nhiều stress quá cũng có tốt. Cứ bình thường, thoải mái, nhẹ nhàng, phải có đủ sức khỏe để mà làm người đàn ông của gia đình. Chị chỉ có một cái khuyên tụi em bây giờ phải là như vậy. Đôi bạn cùng tiếng hả? Dạ. Nha Thành. Dạ. Cười lên cái cho vui coi. Đó. Rồi cảm ơn em. Dạ. Thành thì là xấu nhất với già nhất luôn. Đâu đó. Tự nhiên bé này nó thích mình ta. Em phải cua cho bằng được luôn. Cua xong hả em tào tiền nhiều lên.